quý vị, trong thời gian qua có nhiều trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác nhiễm COVID-19. Trong khi đó, đa phần trẻ em đến nay vẫn chưa được tiêm vaccine. Gửi thư về báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh mong muốn được lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia y tế về việc chăm sóc trẻ em không may nhiễm SARS-CoV-2. Trong chuyên mục nhận định kỳ này, chúng tôi kính mời quý vị cùng gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để cùng lắng nghe những thông tin quan trọng xung quanh vấn đề nói trên. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, theo quan sát của ông thì COVID-19 có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ em ạ? COVID-19 đó là một bệnh nhiễm trùng và như tất cả các bệnh nhiễm trùng khác á, thì nó đều có gây nguy cơ cho người bị nhiễm. Thì cái việc mà trẻ em bị nhiễm trùng thì cái tác hại của nó lên trẻ em thì rất là nhỏ so với ảnh hưởng trên người lớn. Đặc điểm thứ hai nữa là khi mà chúng ta tiêm chủng những người lớn rồi thì chúng ít nhất chúng ta sẽ tạo một cái hàng rào, dù nó không hoàn hảo, bao chung quanh trẻ em, và như vậy thì trẻ em sẽ giảm được cái nguy cơ truyền nhiễm nhiều hơn. Như vậy thì cái việc mà tiêm chủng cho người lớn á, là một cái điều tốt cho trẻ em chứ không phải là cái tín hiệu xấu cho trẻ em. Trong thời gian vừa qua đó, khi chúng xảy ra vụ dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, cái số lúc đó chúng ta chưa có vaccine cho cả người lớn và trẻ em, thì trên cái thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tính đến cuối tháng 9 năm 2021 thì trong cái nhóm tuổi mà từ 12 đến 17 tuổi, tức là cái tuổi mà mình có thể tiêm vaccine được rồi, hiện nay thì người ta chỉ nhận thấy có 9 đứa trẻ bị tử vong thôi. Trong khi đó, cái nhóm tuổi mà từ 60 tuổi trở lên thì nó cái số tử vong nó là khoảng gấp 1.000 lần như vậy, tức là khoảng 9, gần 9.000. Và trên khoảng là chúng ta sẽ có khoảng là 6 người trên 65 tuổi bị tử vong và khoảng 1.800 người từ 60 đến 65 tuổi bị tử vong. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái số trẻ em từ 12 tới 17 tuổi thì ước bằng cái số người lớn từ 60 tuổi trở lên. Tuy nhiên cái số tử vong cho người lớn thì gấp 1.000 lần so với cái số tử vong cho trẻ em. Cái số liệu này thì cũng không có đáng ngạc nhiên, các kết quả ở quốc gia khác cũng tương tự. Thí dụ như thống kê ở Úc cho tính gần đây thì người ta đã nhận thấy là cái số trẻ em dưới 10 tuổi bị chết thì không có em nào bị chết. 10 tới 19 tuổi thì chỉ có một em bị tử vong mà thôi do COVID-19. Trong khi đó cái số tử vong ở người từ 60 tuổi trở lên thì nó gấp 1.000 lần như vậy. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng là tử vong của trẻ em có, nhưng mà cái nguy cơ nó nhỏ lắm. Và so với cái nguy, để chúng ta hiểu nguy cơ nhỏ như thế nào thì chúng ta có thể hình dung là trong cái mùa dịch của COVID-19 tại Hoa Kỳ thì cái số trẻ em bị tử vong do COVID-19 đó, tức là lúc đó là chưa có vaccine, lúc có dịch lây lan nhiều, thì ngay cả trường hợp đó cái số tử vong của trẻ em do COVID-19 vẫn nhỏ hơn số tử vong của trẻ em do cúm và viêm phổi, và bằng 1/8 cái số tử vong trẻ em bị tai nạn giao thông. Như vậy thì COVID là có nguy cơ cho trẻ em, nhưng cái nguy cơ của nó là nhỏ. Thưa ông, những trẻ em nào thuộc nhóm có nguy cơ cao bị nhiễm COVID-19? Theo tôi nghĩ là những đứa trẻ bị nguy cơ nhiều nhất, đó là những đứa trẻ mà trong gia đình người lớn không có tiêm chủng, người lớn không thực hành 5K, người lớn bị nguy cơ lây nhiễm COVID và lây nhiễm COVID cho trẻ em. Nguy cơ lây nhiễm COVID của ở trẻ em từ trẻ này sang trẻ khác thì là nhỏ hơn so với nguy cơ của người lớn qua trẻ em. Vì vậy thì chính người lớn trong gia đình là cái nguồn và cái nguồn yếu tố nguy cơ nhất. Rồi sau đó, đó thì chúng ta cũng biết rằng là khi mà bị nhiễm thì những đứa trẻ có bệnh nền thì sẽ có nhiều cái nguy cơ tử vong hoặc diễn tiến nặng nhiều hơn đứa trẻ không bị bệnh nền. Nhưng mà để tránh người lớn phải bảo vệ mình và tránh lây lan cho trẻ em. Đó là tôi nghĩ là nguy cơ quan trọng nhất. Với trẻ em bị béo phì hay có tiền sử bị các bệnh nền thì cần có lưu ý gì đối với bệnh COVID-19 ạ? Cái việc mà giảm khả năng lây nhiễm cho trẻ em á, thì thứ nhất đó là nếu đứa trẻ trong cái diện tuổi có thể tiêm chủng vaccine được và tại địa phương đó có vaccine, tiêm chủng vaccine cho trẻ em đó là điều phù hợp. Thứ hai là chúng ta phải thực hiện cho trẻ em thực hành 5K, việc mà đeo khẩu trang ở những chỗ đông người, không đến chỗ đông người,
khi mà đi ra ngoài đường ở những cái nơi không khí thoáng đãng, rồi khử dạy cho trẻ biết rửa tay, biết khử khuẩn, thì đó là điều rất là quan trọng. Và người lớn thì tự bảo vệ lại chính mình, người lớn có tiêm chủng đầy đủ, thực hành 5K để không bị lây nhiễm, và nếu bị lây nhiễm thì cách ly với trẻ em, và nếu một đứa trẻ bị nhiễm thì mình cách ly với trẻ còn lại, thì chúng ta cũng giúp đưa cái việc nguy cơ bị nhiễm. Những đứa trẻ bị béo phì thì nó có một cái nguy cơ nào đó diễn tiến đại tràng nhiều hơn, nhưng cũng không lớn như là ở những người trưởng thành. Và đối với trẻ em béo phì có nguy cơ hay không có nguy cơ, điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết biện pháp chăm sóc trẻ khi nếu trẻ bị bệnh, và chúng ta phải theo dõi để đưa trẻ tới cơ sở y tế để được nhận sự chăm sóc kịp thời. Đó là điều quan trọng nhất. Dù nó không béo phì, chúng ta vẫn phải quan tâm. Và nếu có béo phì, chúng ta vẫn phải quan tâm. Nhiều phụ huynh mong muốn được biết quá trình điều trị cho trẻ em khi bị nhiễm bệnh. Xin ông có thể cho biết trẻ bị bệnh thì có cần uống thuốc điều trị hay không? Và việc điều trị thì cần lưu ý những vấn đề gì ạ? Khi mà trẻ bị nhiễm COVID-19 thì theo các khuyến cáo của nước ngoài thì hầu hết các trường hợp đều có thể và nên được chăm sóc tại nhà nếu nó không có dấu hiệu nặng. Và những cái điều trị của nó đó thì chúng ta có thể nói tóm tắt lại bằng 3 chữ N. Thứ nhất là cho trẻ nghỉ ngơi, thứ hai là cho trẻ uống đủ nước, và thứ ba là cho trẻ uống thuốc nóng sốt và thuốc hạ nhiệt. Đó. Thì thông thường với những cái điều trị đấy thì sau khoảng từ 5 ngày đứa trẻ giảm đi triệu chứng và nó từ từ khỏe mạnh như bình thường. Cá biệt có một số trường hợp nếu mà nó diễn tiến nặng, người chúng ta có thể quan sát được như là trẻ lừ đừ, trẻ có những cái triệu chứng là mệt nhiều, rồi hoặc là tím tái hoặc khó thở. Và trong điều kiện hiện nay thì nếu mà đứa trẻ bị nhiễm thì tôi nghĩ rằng là nên đeo cái máy CO2, tức là đo nồng độ oxy ở mạch nhịp, thì chúng ta sẽ có thể theo dõi được các cái dấu hiệu của trẻ, và nếu nó có sự suy giảm của SpO2 thì chúng ta có thể đưa tới bệnh viện để chăm sóc. Và ngoài ra thì có những cái dấu hiệu khác nữa, không chỉ giảm SpO2 đâu, thí dụ như là người ta thấy rằng có những cái triệu chứng chẳng hạn như là cái gọi là cái hội chứng viêm đa cơ quan ở trẻ em, tức là MIS-C, thì nó xảy ra ở những người trẻ không hay là không có bệnh nền. Tuy nhiên thì cái nó khá hiếm, khoảng 3.000 trẻ thì mới có một bị COVID thì mới có một trẻ bị như vậy, thì nó là khá hiếm, và biểu hiện của nó thì cũng đó là những cái dấu hiệu mà lừ đừ mệt mỏi và trẻ trẻ rất, thì chúng ta cũng nên đưa tới bệnh viện. Hiện trên mạng xã hội tranh cãi về vấn đề long COVID, tức là hiệu ứng COVID kéo dài xảy ra trong thời gian sau khi khỏi bệnh. Xin ông giải thích về vấn đề này ạ. Vâng, thì long COVID là một vấn đề đáng quan tâm và nó xảy ra ở người lớn với tỷ lệ cũng khá cao, tức là chiếm khoảng 13-15% những người lớn sau khi nhiễm COVID. Tuy nhiên, ngay cả người lớn thì cái số người nhiễm long COVID nặng thì cũng không nhiều. Trong cái số 13%, đa số thì họ có thể vượt qua với những cái biện họ tự phục hồi sức khỏe, hoặc là dưới cái sự hướng dẫn của các bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa. Nhưng mà riêng với trẻ em thì đây là vấn đề rất là đáng quan ngại, xin lỗi, ngoài nhiều người quan tâm. Đó là bởi vì người ta nghĩ rằng là trẻ bị bệnh nặng nhưng mà nó có thể bị long COVID và nó ảnh hưởng lâu dài cho trẻ. Thế thì có một số các nghiên cứu khác nhau. Có một số nghiên cứu theo nói rằng là cái long COVID thì nó khá nhiều ở trẻ em. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là đọc những bài báo á, giống như mình nghe người này kể chuyện, người kia kể chuyện, có người nói về nhiều hơn, có người nói ít hơn. Cho nên là trong khoa học có một cái phương pháp, nó gọi là cái phương pháp tổng quan hệ thống hay là phân tích gộp. Thì trong một cái tổng quan hệ thống lớn nhất tiến hành bởi Viện Nghiên cứu Murphy do giáo sư Curtis, thì ông tổng kết nhiều cái nghiên cứu lại, thì ông cho thấy rằng là cái long COVID đó, nó xảy ra nó không nhiều như người ta tưởng. Nhiều cái báo cáo là nói là long COVID là có nhưng không có nhóm đối chứng, và khi mà họ làm nghiên cứu có đối chứng, tức là họ lấy một nhóm người bị COVID, trẻ bị COVID thật, và một nhóm thì không bị COVID, sau đó họ so sánh cái tỷ lệ, những cái tỷ lệ như mệt mỏi, nhức đầu thì cũng giống nhau. Như vậy thì thực ra đó không phải COVID, và người ta đưa dẫn đến kết luận
là long COVID thì nó không có phổ biến như người ta từng nghĩ trước đây. Cái tỷ lệ của nó là khá thấp, nó chỉ có khoảng dưới 10%, và đặc biệt là nó cũng không kéo dài, gọi là long COVID nhưng nó rất là ngắn, nó chỉ không kéo dài quá 12 tuần. Nó giống như là sau khi trẻ bị bệnh rồi thì nó trẻ bị mệt, nó bị liệu đường trong thời gian dài. Vì vậy thì đương nhiên bệnh lý nào chúng ta cũng quan tâm, nhưng mà chúng ta không quá lo sợ về long COVID ở trẻ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng. Kính thưa quý vị, với những giải thích từ chuyên gia y tế, chúng tôi rất mong quý vị phụ huynh sẽ an tâm, bình tĩnh về sức khỏe của con em mình, thực hiện các giải pháp phòng ngừa để trẻ hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm. Nếu trẻ có dấu hiệu hoặc chẳng may bị lây nhiễm, quý phụ huynh cũng hãy bình tĩnh xử lý theo hướng dẫn của chuyên gia y tế hoặc liên hệ các cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được tư vấn hướng giải quyết. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phaplucktb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.